27 nha mọi người. Ai ai, bên trong có những con gì mọi người ơi. Đây những gì, những gì. Có hàng, có hàng. Trời ơi, bị bệt mọi người ơi. Cái đường này mình lại à, 8 cái này. Tiếp tục cái đầu tiên có hồ ăn đây, khu vực này nó trồng chuối nhiều lắm. Gió nó bị lồi lồi luôn.
tre này. Không gì sắp mọi người
hai con nha mọi người. Còn hai cái đây nhé. Nước nó chín đỏ ra. Đây bình đẹp dữ lắm. Bảy cái này một hai ngày nữa mình cũng bắt hết à. Đi qua đi lại là cũng dính hết. Làm bạc của mình đó mọi người. Đây, hết rồi thôi mọi người.